Mới đây, chương trình Bí Mật Bi đã quay lại cảnh hậu trường của Minh Hoàng và Noo Phước Thịnh tại một sự kiện. Theo đó, trước câu hỏi về cảm xúc khi mọi người trong show Bi đều có tin vui kết duyên, Minh Hoàng vui miệng trả lời. Mọi người đều có tin vui lấy chồng hết rồi, còn mỗi tôi thôi thì tôi mới độc đáo. Tôi không thích lấy chồng. Tôi chỉ thích chơi thôi chứ không thích lấy chồng. Về việc người đam mê thủ của mình là Đông Nhi sắp kết duyên với ông Cao Thắng, Minh Hoàng nói, tôi nghe đồn tháng 11 này Đông Nhi kết duyên. Còn tôi, nếu tháng 12 tôi kết duyên thì hiện giờ sẵn sàng không kịp. Sau đó, Noo Phước Thịnh hình thành và chia sẻ cảm xúc của mình trước thông tin đám cưới Đông Nhi. Anh nói, cặp Đông Nhi ông Cao Thắng hạnh phúc quá. Chúc mừng rất nhiều. Chúng tôi sẽ hình thành trong đám cưới để chúc mừng cho hai đam mê thủ. Chúc cho hai đam mê thủ răng long đầu bạc. Đó là một tình yêu rất đẹp. Chúng tôi rất mến mộ tình yêu của các đam mê thủ. Đông Nhi có nhắn cho tôi rằng mời trai đến dự đám cưới của gái. Cô ấy rất chu đáo. Tôi đã nhận được thiệp mời của Đông Nhi rồi. Minh Hoàng cũng tiết lộ, hôm nay tôi vừa mới được nhận thiệp cưới của Đông Nhi xong. Trước khi Đông Nhi gửi thiệp cho tôi, cô ấy có nói chị ơi hiện giờ em đang ngồi dán bông cho chị đấy. Đông Nhi và ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi đình đám và được niềm nở nhất showbiz trong nhiều năm qua. Mối tình của họ kéo dài đã nhiều năm và lúc nào cũng hạnh phúc, mặn nồng. Cả đều rất đẹp đôi. Công chúng rất mong chờ đám cưới giữa cặp trai tài gái sắc này nên khi họ quyết định kết duyên, ai cũng háo hức vui mừng. Là một người đam mê thủ của Đông Nhi, chuyện tình duyên của Minh Hoàng cũng khá được công chúng niềm nở. Rất nhiều người mến mộ dục Minh Hoàng lấy chồng nhưng cô chưa chịu.